Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong xê đấu thứ tư thôi. Vâng, quân bài khiếp hồn thật. Tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái lịch sử và một cái lead quân bài nó lại khủng khiếp đến mức như thế này. Liên tiếp là những trận Grekatha, ở bên kia thì Semper Pan, AC các kiểu. Chung nhưng thôi, nó cũng dù sao thì cũng vẫn chỉ đang thua 1C thôi. Xúc đi, không có vấn đề gì đâu. Đây là màn hình máy của tuyển thủ Gani, bộ bài Katha đến từ tuyển thủ Gani. Hiêu rất xa nhưng Gani vẫn đang cố gắng đẩy đàn hiêu đầu về, đàn hiêu to. Bên này là Hiti của tuyển thủ No 1 và Gani là người vâng, Gani là người cầm Katha. Bài câu đôi voi đến từ tuyển thủ No 1. No 1 đang có phong độ khá cao nhưng cứ liên tiếp quân như thế này có lẽ là nó cũng tụ dần thì thôi. Hy vọng có những trận mà vâng quân bài nó còn ngửa mặt lên để có thể thi đấu được. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận đấu. Thì bây giờ tuyển thủ Gani đang là người cầm Katha và đánh 23 nông dân bài này thôi, không nhiều. Còn bên kia thì không biết có những quân gì nữa. Lát nữa thì có lẽ là Gani sẽ soi quân sớm thôi. Vâng, soi là quá nhanh. Như vậy là bên kia cũng Katha, Katha Pan, bên này Katha Hit. Katha cái thủ Gani lên đời rất sớm. Homus.
Cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu. Như vậy đây là Pan đến từ game thủ He He, Pan của He He. Còn game thủ Valor cũng là người cầm Kata. Kata đối đầu Hit, còn Kata bên này thì lại đối đầu với Pan. Ok, vẫn chưa chết ông dân kia. Vâng, như vậy thôi được rồi. Mạng đổi mạng trong tôi với vậy. Không sao. Cố gắng kích bánh xe rồi sau đó thì về nhà quay ruộng. Rồi, ổn. Ổn, 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 ổn. Bây giờ thì đến với vâng, đến với cái thủ No 1 xem. Vâng, No 1. Vâng, đóng thêm một A nữa và lao về nhà. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại màn hình máy thủ Gunny. Gunny có cần chết Pan không? Tôi nghĩ rằng vẫn chết được. Vẫn chết được. Vâng, như vậy là chết chưa? Pan chết chưa? Pan của He chết chưa? Nghĩ là chết thôi, chết thôi, chết thôi chứ còn nghĩ cái gì nữa. Lùi vào trong phải e đi, giữ gỗ, giữ dân. Vâng, như vậy có bánh xe rồi và lượn. Màn hình máy của cái thủ No 1 tham lai còn 22. Nhưng mà kích bánh xe chưa? Rồi, bánh xe. Nhưng tham lai hơi ít, còn 21 đồng dân. Hơi loạn một chút hơn này. Hơi loạn. Bản lớp cầm cà thà và đang rất hung hãn. Vâng, liệu có vào trong này được hay không? Đang cùng xem. Vẫn thiếu một ít cố. Cực kỳ mất tay. Vâng, mất vẫn còn đàn đà. Và cũng hù được con đàn đà luôn. Té. Và bây giờ thì tất tay vào No 1 thôi. Thành bại gì hay không thì thuộc về No 1 trong tuần này hết. Lại vé ruộng tham lai chỉ là 29. Cắn dần tiếp. Và lớp vẫn đang người khỏe nguyên. Có một lượt giáp đầu tiên và tham lai bây giờ đang nở dần. Thế nhà vẫn chưa hẳn là đã chắc. Dãy hàng BE. Dãy hàng BE là vâng cái điều mà đáng lưu tâm nhất. Bên kia Pan cũng yếu thôi. Màn hình máy của cái thủ Gunny tham lai còn 24. Như vậy vẫn gọi là đánh được. Kìa. Rất may. Rồi lên được cái giáp 4 và kéo quân về. Ủa ôi sao mà lạc đà đông thế. Nhéo nhóc một đàn. Kinh hồn. Nổ mất rồi. Có lẽ sẽ nổ rồi. Rất may tình huống vừa rồi. Cực kỳ may mắn. Một pha về nghe. Vẫn không nổ. Rất hay. Lai còn 30. Bị chém quá nhiều cùng lần. Tay đoàn gỗ rồi.
Pikachu ở trong ngoài thủ lại cái này cái đá. Thôi lọt mất rồi. Kinh hồn lạc đà ở thủ Van Lớp. Và đang đi thăm lại 24. Đang thăm lại 11. Rồi đi ra. Như vậy resize 1-0.